Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán cơ bản và nâng cao lớp 2 của mấy thầy trường. Nếu bạn nào mà muốn học theo thầy lâu dài, mỗi tuần có 3 video và dưới video là các phi phiếu bài tập để các em luyện tập củng cố. Thì các em hãy nhờ bố mẹ đăng ký kênh YouTube của thầy, ấn hình cái chuông để nhận thông báo và chia sẻ video cho các bạn khác. Thế và hôm nay thầy giáo tiếp tục với video thứ hai liên quan về ôn tập phép cộng phép trừ. Thì vậy video thứ hai này có những nội dung gì sau đây mời các em. Chúng ta tiếp tục đến với video thứ hai của tuần 2 mà chúng ta sẽ ôn tập lại phép cộng và phép trừ. Thế ở video này thì chúng ta bắt đầu từ bài 1, các em sẽ đọc đề theo thầy. Bài 1: Tìm hiệu biết A số bị trừ là 18, số trừ là 8. B số trừ là 30, số bị trừ là 70. Đó. Thế thì để làm được cái bài này thì chúng ta nhớ lại cho thầy giáo về ví dụ như thầy giáo có 6 trừ 3 bằng 3 thì 6 này là số bị trừ. 3 này là số trừ còn 3 là hiệu. Thế thì bài toán ở đây cho biết là số bị trừ số trừ và yêu cầu tìm hiệu, tìm hiệu chính là tìm kết quả. Thế và các em ấy, lưu ý số bị trừ là 18. Nhớ lại cho thầy giáo số bị trừ là ở đằng trước dấu trừ, bị mang đi trừ. Thế thì số bị trừ thì chúng ta sẽ có là 18 ở đây và số trừ là 8 thì số trừ tương ứng chỗ này là 8 ở đây và dấu này là dấu bằng. Thế và chúng ta sẽ tìm kết quả. Thì đấy chính là lưu ý với các em tính hiệu tức là chúng ta tìm kết quả của phép trừ. Như vậy thầy giáo sẽ điền là ta lấy số bị trừ là 18 số trừ là 8 thì chúng ta trừ đi 8 và bây giờ chúng ta tính kết quả. Muốn tính được kết quả thì các em đặt đặt tính cho thầy giáo. 18 viết trước, số bị trừ sẽ viết trước, số trừ viết sau. 8 này là 8 đơn vị thì sẽ thẳng với 8 đơn vị. Đó, 8 trừ 8 bằng 0, 1 không trừ hạ xuống. Như vậy chúng ta được 10. Khi mà tìm được 10 rồi thì chúng ta chính là hiệu, chúng ta đã tìm được hiệu theo bài yêu cầu. Đó, Bây giờ sang phần B. Số bị trừ là 30. Thế thì à xin lỗi các em, số trừ là 30 chứ. Số trừ là 30. Như vậy như vậy 30 nằm ở đâu? Đó. 30 là số trừ thì 30 phải là chỗ này đúng không các em? Đấy, 30 là số trừ thì 30 phải chỗ này. Còn số bị trừ là 70, số bị trừ đây thì 70 phải là ở ở đằng này. Đó. Và đương nhiên dấu này là dấu trừ thì chúng ta trừ. Thế như vậy, mặc dù người ta cho biết là số trừ là 30, người ta để lên đầu. Nhưng mà các em hiểu khi mà làm thì các em hiểu là số trừ nó phải ở đằng sau dấu trừ, còn số bị trừ nó ở đằng trước. Vì vậy chúng ta phải đưa 70 lên trước và 30 xuống. Như vậy trong trường hợp này, các em lấy 70 trừ đi 30. Thế thì ở trường hợp này các em có cần phải đặt tính hay không thì thầy giáo lưu ý là các em có thể cộng trừ các số tròn trục các em không cần phải đặt tính. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ thế này chúng ta có 7 trục trừ 3 trục thì sẽ bằng 7 trục trừ 3 trục sẽ bằng là 7 trừ 3 là 4, 4 này là 4 trục bằng 4. 4 trục tức là bằng 40. Đó. Thế như vậy thầy giáo đã làm xong cái bài tập số 1 liên quan tới tìm hiệu khi mà người ta cho biết số bị trừ, số trừ. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2. Bài số 2. Các em đọc theo thầy. Điền số chữ, điền số chữ thích hợp vào chỗ chấm. A

Chiều dài quyển sách giáo khoa toán 2 của em dài khoảng chấm chấm để xí mét. Đó. Thì có 3 phần như vậy. Thế thì về phần đề xí mét thì các em biết là các em vừa học xong là đề xi mét. Đọc là đề xí mét. Viết là đề xí mét như thế này. Thế thì các em lưu ý cho thầy giáo đề xí mét thì như ở trên một cái thước đây cái thước này thế thì các em biết là gì từ đây từ không này cho tới 10 đó thì cái quãng này này chính là quãng này chính là một đề mét đấy cái quãng này chính là 1 đề một đề xí mét các em học rồi đúng không Thế mà các em thấy cái quang này 1 dm. Đấy, quang này 1 dm thì các em thấy trên này là nó tương ứng với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái chia này. Thì các em nhớ là từ cái khoảng như thế này thì là 1 cm. Như vậy bằng 10. Thì như vậy là 1 dm sẽ bằng 10 cm. Thế đây là một cái cái đơn vị đo mà các em học ở lớp 2 Học thêm Thầy giáo lưu ý như vậy Thế còn bây giờ chúng ta có 1dm thì bằng 10cm Vậy 2dm thì sẽ bằng 20 50cm Đó các em thấy là 50 Bây giờ 10cm này 10cm thì bằng 1dm Vậy 50 Đấy Thì sẽ bằng bao nhiêu 10 thì bằng 1, 50 thì đương nhiên là sẽ bằng 5. Tiếp tục. 34 cm cộng 12 cm. Muốn thực hiện được thì các em phải nháp thôi. Các em lấy 34 cộng với 12 viết 12 thẳng, đơn vị thẳng đơn vị trục thẳng trục. 4 cộng 2 bằng 6, 3 cộng 1 bằng 4. Như vậy chúng ta được 46. 46 nhưng mà đơn vị đây là cm cộng cm thì đơn vị phải là cm. Đó. Tương tự như vậy. Bây giờ các em cộng tiếp 25 dm. 25 dm. Trừ 13. Các em viết 13 hàng chục thẳng hàng chục. Đơn vị thẳng đơn vị. 5 trừ 3 bằng 2 2 trừ 1 bằng 1 Như vậy chúng ta được 12 đã Nhưng mà đơn vị ở đây là Dm trừ dm Thì bằng 12 dm Đó Thế thì Còn phần C Phần C và phần D Thế phần C thì các em lấy quyển sách toán của các em ra. Đây, quyển sách toán như thế này. Đã quyển sách toán như thế này. Thế thì bây giờ các em ước lượng xem. Một đề mét thì là vào từng đây. Một đề mét thì tới đây. Hai đề si thì tới đây. Như vậy quyển sách toán của các em là vào khoảng đấy, vào khoảng bao nhiêu? vào khoảng bao nhiêu? Đấy. Vào khoảng 2 dm. Thực ra thì nó sẽ là hơn 2 dm. Nhưng mà chúng ta tính là 2 dm vì đây là chúng ta ước lượng. Đó, ước lượng. Thế đấy là nội dung mà thầy giáo muốn chia sẻ với các em. Còn bây giờ chúng ta sang phần D. 4 7 trong ô vuông, mũi tên, dấu cộng 10 sang ô vuông chấm chấm rồi trừ đi hay 12 sang ô tròn chấm chấm vân vân. Thế thì các em sẽ gặp các cái dạng toán này. Đấy. và giải các cái dạng toán này thì các em giải như thế nào? Thì các em lưu ý cho thầy giáo như thế này. Chúng ta có ô thứ nhất là 47 cộng với 10. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em sẽ lấy 47 cộng 10 bằng bao nhiêu các em điền vào đây. nhé Thế như vậy thầy giáo sẽ lấy 47 cộng với 10, viết 10, đơn vị thẳng đơn vị, trục thẳng trục. 7 cộng với 0 bằng 7, 4 cộng 1 bằng 5, như vậy chúng ta được 57. Thì như vậy 47 cộng 10 bằng 57 Thầy giáo viết 57 vào đây Sau đó 57 lại trừ 12 Thì kết quả lại viết bằng ô tròn này Thế như vậy thầy giáo lại viết dấu trừ 12 Khi đặt tính thì các em lưu ý Hàng đơn vị là 2 Hàng thì thẳng Đơn vị là 7 Ở à đây thì chúng ta trừ sẽ là 7 trừ 2 được 5 5 trừ đi 1 bằng 4 Như vậy chúng ta điền là 45 đó rất là đơn giản như vậy sang tiếp theo phần tiếp theo bên này thì chúng ta thấy là có 30 có 30 cộng 13 rồi bên này cộng 4 đó. thế thì chúng ta sẽ thấy là làm xuôi này dễ hơn thì chúng ta làm trước 30 cộng 13 xem bằng bao nhiêu thì các em lại nháp 30 cộng với 13 các em viết 3 thẳng 3 đơn vị thẳng với 0 đơn vị. 3 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 3 bằng 3. 3 cộng 1 bằng 3 như vậy là 30. 3 cộng 1 bằng 4, thầy giáo xin lỗi. Là bằng, xin lỗi các em. Ở đây thì bị sai rồi. Ở đây phải là 0 cộng 3 bằng 3 thì đi viết là 0. Xong đó 3 cộng 1 bằng 4. Như vậy là sẽ còn 43. Thầy giáo sẽ viết 43 ở đây. Đó, 43 ở đây. Thế còn vấn đề bây giờ là số mấy cộng với 4 để bằng 30 vì là khó đây này các em này. Đấy, số mấy cộng với 30 vì là khó. Thế thì thầy giáo sẽ để lại cái, 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 cái ô này cho bạn nào giỏi nhất. Thì bạn ấy sẽ comment vào, tức là viết vào, vào cái, cái phần nhận xét của video, bình luận của video cho thầy giáo bởi vì ở đây là các em sẽ làm như thế nào vận dụng ra làm sao để các em điền được Đấy, thì thầy giáo mong là các em sẽ làm nốt cái phần này cho thầy giáo thế thì video đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo xin chào